Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình cùng team mình đi xuống Phan Thiết nha mọi người. Thì mình cũng đến đây được 20 phút rồi mà chưa thấy ai tới. À, thấy tới rồi. Ông đang đi đổ xăng này. Và đến khúc này thì team mình đã đầy đủ rồi nhá. Đi được hơn 30 cây thì tụi mình nghỉ lại ăn sáng nha mọi người. Đang quay phim này. Đu đẩn quay chi chiêu xíu. Ở xe của mình là cái xe ở ngoài đằng đầu phía bên tay phải nha, ở trên đầu ấy. Thì bây giờ tụi mình đang đổ đèo, đèo gì thì mình không biết. Má ơi, thằng em mình chạy. Mình thì đi tà tà thôi, tầm 70-80 à. Đường đèo này toàn ổ gà thôi, nên là cái lúc mình về á, mình bị dập ổ gà tới cả 9 lần mọi người ạ. Tem của tụi mình ở Lâm Đồng nha mọi người. Và tụi mình xuống Phan Thiết thì cầm tầm cỡ khoảng 130 cây ấy. Cảnh đẹp lắm luôn đấy mọi người ạ. Đoạn này hơi bất ổn nha, mình bị bỏ lại mọi người ạ. Nếu 50 năm sau tụi mình bị mất trí nhớ cũng giống như ông cụ đó, không biết ai sẽ là người hiện diện trong ký ức của mình hết. Em nghĩ sẽ là ai? Ai sẽ là người chị trong ký ức nhỏ bé của em? Giờ còn một cái lông đèn to nữa thôi. Giờ mở cốp lên ra thử. Tháo xe xe mạnh ra. Đây nè, con này vừa em nè. Ừ. Chiến. Hả? Vui không? Vui. Má em chạy rất vui chứ mà. Má bữa chạy rất lỏng ngoài rồi đúng không em? Nếu mày cũng xích chặt. Không, xích. Nãy rồi nó đi đèn không rớt đâu, tới đây nó mới rớt nè. Thì nó rớt rồi. Mày quá không mất con ốc 30 ngày. Mày lên mất chân, chuyển sóc quá. Đúng không? Đậu má cô chỉ vừa đi đường vừa khóc á. Nó rớt ra đường luôn hả? Rớt văng vô đây luôn mà. Anh em không nhìn kịp á. Ừ. Mày nghe nó chưa? Cắt một cái đủ. Má giờ vàng để ốc mới khổ á. Ốc luôn hả?
đừng từ từ đóng cốp nha, đưa anh 12, 12 mua. Tu má mấy ông mày cấp 12 là ăn lộn tôi luôn á. Ông nếu với ông thì tôi hay là ông đi quay phim luôn á. Anh này mang cái mũ cái kìa mới đúng là quay phim. Con sườn không? Con sườn thắng cái gì? Sườn luôn. Con sườn thắng cái gì? Con sườn. Giờ mình ra biển này mọi người ơi. Biển mát quá. Đây anh chụp ra này. Giờ coi kiếm còn con nào. À, rác ở đâu nhiều nhỉ? Rác ở đâu nhiều nhỉ? Ngoài đây nó tập. Hello. Còn con gì nữa không? Trời ơi. Gì vậy? Đá à? Hàu. Heo. Hàu quá trời luôn à. Thì mình nhiều vậy? Ờ. Nó quay chồng phải bán dép vô không? Hàu bén á. Ù. Hàu nè. Cả nếu có đồ đục trắng tinh tương luôn rồi. Đẹp á, con đó đẹp á. Để nè. Con đó không đẹp. Đây là một mớ cá luôn nè. Con cua nè. Đâu? Đây một mớ cá luôn nè. Ừ. Cá đâu? Đây nè, thấy không? Này có không? Có không? Tát nước đi mặn. Cá mú á. Tát nước đi. Cá đó mình nuôi được. Nhưng mà cá đó nước mặn mà. Cá nước mặn. Cá nước mặn sao rồi? Thấy rõ. Nó nhầm lắm. Ủ nguyên một đàn luôn á. Dếp đâu? Không biết dếp. Ở kia ba. Thôi. Ở kia ba. Không đất nào. Có con kia đẹp kìa. Đâu? Đó. Con màu nâu nâu đó. Nâu nào? Ở trên đó. Thế ờ, không, ở dưới, ở giữa hàng em luôn á. Đó, đó ở dưới. Đây. Phải không? Không, đá rồi. Mà sao nó bám vô đây ghê vậy ta?
toàn là hàu thôi. Ê, cái này con hàu phải không Bảo? Cua hả? Sao á? Kia đây có cá. Cá ở cua luôn. Đâu? À, cái bên đây có cua gì á. Ê, nè, nè, mặc mắt đi. Tìm mẹ cá keo. Hả? Nè. Đâu đâu? Con đóng luôn. Đâu đâu đâu? Cái bụng má cầm xuống con cá. Ú, con cá to quá. Đít, 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 đít. Cái gì đây? Cá bóng. Cá bóng. Cá bóng, cá bóng. Mẹ quá. Cho nước vô. Nè, ốc bình thường nè. Bắt luôn. Ê, con này mấy chục ngàn đấy. Bắt luôn, bắt luôn. Anh bắt con cá cái. Bắt đi, bắt đi. Ê, cá to, cá to. Kì, 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 kì. Cái gì đập vào chân mày vậy? Bình đi lông. Má, đục cái nước rồi. À, đây, 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 đây. Đây nè, ngủ đâu, 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 rồi. Đâu, đâu. Từ, 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 từ. Đây nè, bên đây nè. Đây nè. Má mưa thấy nó sao mà. Từ. Nó ở dưới đó đó. Em thấy. Đây 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 nè, đây nè. Thấy không, thấy không? Thấy không, thấy không? Mẹ mình đóng luôn á. Im im im. Rồi 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 rồi. Lù qua, lù qua luôn. Đấy, đủ má nhảy rồi. Nè nè nè, thấy được. Con này đẹp nè. Ờ. Cá đây nè. Đều cá đó. Đó. Có con gì đây đẹp thế. Ê, kiếm cái chai đựng cá đi. Ồ. Ê, kiếm cái gì đựng cá đi. Đã có nước rồi. Kiếm cái khác. Máu sợ té vậy. Đâu đâu đâu. Đấy. Đấy con ghẹ. Có con gì trong đó? Cá ốc mượn hồn đó anh. Nè. Ờ, cá ốc mượn hồn á. Cứ bắt về đây, dưới ơi, dưới ơi. Đấy, nó kêu ra. Ấy con này nữa nè, bỏ vô nè. Không con đó. Ừ đúng rồi, quên. Nè. Em bảo một con nhiều lắm. Đi bắt con đi. Đây nè. Còn mấy con đẹp không hả? Đây nè. Ủa mắt có nhiều. Đây. À. Ấy cá này, cá này, ôi ơi. Cá. Đủ mất. Cá đâu, cá đâu? Đây, đây nè, 4-5 con luôn. Đem. 4-5 con luôn á. Chiến ơi, cá. To vậy. Cua đá nữa nè. Cua nè. Cua, bắt con cua đi. Cua đá. Cua này cắp, chẳng đéo thả đâu. Con này nó chạy lên cát rồi. Nó bắt mãi không được đâu này. Chỉ thôi con cá cua này. Nó con nhỏ cả đi. Bắt đi, bắt đi. Cái lần nó nhắc nó ra là con nhỏ quá. Nhiều quá. Không cần lật luôn á. Đây nè, kiếm được hai con này. Ê, con cá gì nè, cá keo nè. Cá keo. Cá keo màu. Đây, chặn lại. Ê. Ui. Ha, đây. Từ từ, rồi. Rồi, cắm lại, bỏ bên. Cắm lại, bỏ đây đi. Nè, chiến. Con này nhìn hiếm chứ hả? Ừ. Đó. Cái thấy. Nhìn đẹp đấy. Ê, con cua nó kẹp. Mày có bằng lĩnh đó.
Đây con này của em nhặt này đủ nó nhìn nó trắng tinh luôn. À, anh là có một con này với một con này. Còn lại hết với một con đấy. Kia nữa. Ê, hả? Bây giờ có trò lấy hải càng nó về nấu ăn. Thôi, thả đi. Thôi đi, đủ rồi, nhiều rồi. Nó vãi. Nó mỏi chân rồi nha. Quá giờ lết về bên kia nữa kìa. Đây, có rêu vậy. Rêu này đây. Rêu ở mặt móc miếng rêu luôn mà. Giờ lấy nước cho nó. Lấy nước về nó mới sống. Lát về mẹ xin cái thùng xốp á. Mua mấy chục ngàn xả chứ. Ui. Đường còn xa xôi lắm. 100 cây. Cho 100 cây đi. Nó có khi nào xíu nó đi rồi nó rủ tao lại không? Rủ quá. Ê thế này dừng lại coi. Không, mày vừa đi vừa hát đi, hát nhảm là được à. Mày với con Phương vừa đi qua là tao nghe là. Ê nói này. Mày giọng con gái. Có một ngày lớp tỉnh ngủ rồi. Có cả anh vừa đi đường á, anh cầm theo điện thoại, anh để cái tai nè. Bật bài gì đó. Lên hát to lên anh ơi, tính tiền gì hát to mới dễ thu hút của mày. Mày vừa hát á. Mày nói gì Oh, bye.